Giờ này lại rất là dai luôn. Cảm ơn bà Sam. Xe gạo mặt xấu quá. Mọi người sợ bà Sam giật cái đùi á, nó rớt cái mâm, mình phải cầm lại. Ê, mời cả nhà cái đùi nha. Mời cả nhà. Chấm với nước chấm mà bà Sam mới làm đây. Rất là ngon. Mình mới bắt được hai con gà nha cả nhà. Bên này sẽ làm gà luộc nước dừa. Con gà này là con gà tre nha, nó có nhỏ xíu rồi mà nó có trứng vậy nè. Con này to hơn chút. Bây giờ bắt cái nồi nước dừa lên. Bỏ miếng muối, miếng đường, miếng bột ngọt. Để xíu sôi lên rồi sẽ bỏ gà vô nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ gà vô luộc nha cả nhà. Bỏ gà vô. Gà này có chút xíu. Bỏ vô luôn luộc hai con. Sẽ đậy nắp lại và đợi nó chín thôi. Gà chín này nghe cả nhà, mình thử coi đi. Gà chín hoàn toàn chưa nha. Cái nhà mà có muốn là gà chín hoàn toàn chưa, cái nhà lấy cái đũa ghim lên trên ngay chỗ cái đùi của nó, tại vì cái chỗ cái đùi là nó khó chín nhất á cả nhà. Trời ơi ghê, nó ấm khói quá, khói quá. Ghim ngay chỗ cái đùi của nó mà mình rút cái đũa ra mà nó không có máu á cả nhà là nó chín hoàn toàn rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy con gà ra nha. Ồ, nó săn lại đã. Con gà này là con gà máy gặt luôn nha cả nhà. Còn con này thì nó lai nên nó hơi bự hơn. Còn cái nước dừa này mình luộc á, nó nước này rất là ngọt luôn á nha. Rồi cái này để cha mình thích ăn cháo á, nên là bây giờ mình sẽ lấy thêm một chén cơm nha. Giống như là mình làm cháo vậy đó cả nhà. Nhưng mà bây giờ nước sôi rồi mình không có bỏ gạo vô mà mình bỏ cháo vô cho nó nở cho nó nhanh nha. Nè, cái rất là ngon luôn, nước nó rất ngon, toàn nước dừa luôn. Đây là hai con gà gấp ra rồi nè. Cả nhà thấy hai gà nó khác nhau, gà này là con gà che gặt, con gà này che lai luôn nè, dòm nó ngon hơn, nó béo hơn nữa nè. Hai con gà này ngon để cho cha với mẹ nha, còn mình với bé Linh chắc ăn con này. Con này nó dai hơn á cái nè, nó có trứng luôn rồi nè, có cái trứng to sạch tẻ luôn nè. Con gà đã chín rồi nha mọi người. Con gà luộc nước dừa đã xong, khối phun chút. Đây ăn cái giò đi, nó lên lắm cái giò, cái giò này cũng luôn cả nhà. Đây hơn giò mình. Không có thảo ăn cái giò. Giờ này là rất là dai. Sợ bà Sam giật cái đùi á, nó rớt cái mâm, mình phải cầm lại. Ê, mời cả nhà cái đùi nha. Mời cả nhà. Chấm với nước chấm mà bà Sam mới làm đây. Rất là ngon. Nguyên mâm này là bà Sam làm không đó mọi người. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Luộc nước dừa nó ngọt, ngon mà nó béo nữa. Thì gà này nó gà mình thả vườn hết cả nhà. Thì cần nguyên cái vườn rộng này nè, thả ngoài vườn á nên là nó rất là dai luôn. Với lại là cà che nữa, ăn nó ngọt nữa.
tre luôn á. Chả tre là nó ngọt nhất luôn á cả nhà, ngọt hơn gà nồi của mình á, chả tre nó ngọt lắm. Sao bị ống gà dài. Hồi nãy nó mới tơ thôi mà nó dài vậy cả nhà. Mà hồi nãy mình mà lấy con gà kia, tuy là con gà kia nó nhỏ nhưng mà nó dai hơn, nó ngon, nó ngọt hơn nữa. Tại vì con gà đó nó có trứng, nó có đã có đẻ rồi cả nhà. Tại vì cha mẹ mình khoái ăn dai đó, nên mình chừa con gà đó, chứ không phải là chừa con gà nhỏ mà ăn con gà to nữa. Cả nhà, con gà to nhưng mà nó không dai bằng. Vậy mà bé Linh còn xé gà không đứt nữa, nó mà ăn gà kia không biết làm sao. Nhưng tại vì cha với mẹ thấy ăn gà gì gà nó dai nên là chừa con gà đó lại, chứ không gà đó là ăn ngon lắm luôn, nhỏ mà ngon, ngon hơn gà này nhiều. Mốt quá, ai có đăng ký nhu cầu mà mua gà hay là muốn nhờ người nuôi giùm, liên hệ bà Sàng Thánh nuôi gà đó mọi người. Ngon chuột quá. Mọi người có ai biết ăn cái nào? Bà Sàng biết không bà Sàng? Ăn không? Gà luộc mở rồi ăn với củ qua. Củ qua. Mấy đồ có mình đi kiếm củ qua gừng cũng có. Cái mình mua cái củ qua thường của mình á. Nhà có 4 người mà chia ra 2 người một con, 2 người một con, khỏi lộn cả nhà. Bà Xí đi thành phố làm rồi, không có dịp ăn. Đem đi, ngỏ dai luôn. Hơn căng thiệt, căng giả là nguyên hàm phải không? Căng giả là nó bún bay mất tiêu rồi cái mày không? Không, cũng ăn đó. Nghe cánh không? Đây nè, mà sao? Chấm ăn đi đi. Ăn cánh không? Không. Trời ơi, ăn gì kỳ vậy? Ăn cái đùi thôi. Ăn đuổi ăn thịt, rồi sẽ ăn cánh với ăn tim, ăn gì cũng đó đi. Thấy nó nhỏ chứ thịt dữ lắm luôn, mới ăn có một phần thôi đó. Còn muốn no. Hồi nãy Thánh ăn đây lắm luôn mọi người, mà giờ cái xương chưa chảy mất tiêu chưa? Trời ơi, ở ngoài vườn quay mà có con ngỗng cứ khỉ cái bên nó đòi chơi với nó kêu hoài cả nhà. Con đi chơi đi, cho quay chút xíu. Khóa quá. Quay không? Để tao quay nè. Đây. Chú khóa quá con ơi. Vợ con nói là nè. Cái sáu à.
gì đó. Cái sao vậy? Rồi, im. Nè. Không ăn được. Không. Sao à? Thôi im. Đó, thấy nó định không cả nhà? Đi ra là nó gặp mặt á là phải mắc ôm nó, mắc đụng nó vậy thì nó mới chịu. Nó mắc cái cổ vậy đó. Nó vậy chứ không phải nó hiền đâu nha cả nhà. Cái gặp mình á, mình nuôi nó mới vậy rồi nè. Còn mẹ mình ra là nó cái lù nó dí cái đầu nó khè. Có mấy người không biết á, thấy mình ôm vậy nè, tưởng nó hiền. Cái lần sau đi ra giường một mình á, lại đựng nó ghĩa màu bầm tím luôn. Cái mặt heo đó nó không có hiền đâu nha. Hung dữ như con bò vậy á. Ủa mà sao ta đụng được? Bây giờ sao đụng được? Ai? Thế nào? Này. Rồi nó quậy quá cả nhà, hết ăn được rồi. Thôi mình kết thúc video tại đây cả nhà. Cả nhà có yêu quý tem của mình, nhớ cho một like, chia sẻ, một đăng ký với cả nhà. Nếu còn like mọi người. Cả nhà có thích tem của mình làm món gì thì comment bên dưới nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Bye con. Bye. Bye. Bye.